Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục OCOP Bắc Cạn. Thưa quý vị, phát huy những thế mạnh về công nghệ, thị trường, hiện nay thành phố Bắc Cạn đang thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Bên cạnh việc phát huy nội lực của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, chính quyền thành phố cũng luôn đồng hành vận dụng nhiều cơ chế chính sách để nâng tầm sản phẩm OCOP. Đến nay, thành phố Bắc Cạn xây dựng được 28 sản phẩm OCOP của 6 tổ chức kinh tế, trong đó có 12 sản phẩm đạt 4 sao và 16 sản phẩm đạt 3 sao. Một số sản phẩm xây dựng được thương hiệu có uy tín trên thị trường như rượu chuối Tân Sơn, tinh bột nghệ, nấm linh chi. Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến xuất khẩu, hiện nay thành phố Bắc Cạn cũng đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã thành lập 4 gian hàng trưng bày giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Đây là nơi tập hợp của nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của thành phố Bắc Cạn và các sản phẩm OCOP của tỉnh. Cách làm này không chỉ giúp cho các doanh nghiệp hợp tác xã giới thiệu quảng bá sản phẩm, mà người tiêu dùng cũng thuận lợi trong việc tiếp cận với sản phẩm phong phú chất lượng. Từ nay đến năm 2025, bên cạnh việc duy trì và nâng cấp sản phẩm OCOP hiện có, thành phố sẽ phát triển mới khoảng 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó phần đầu có ít nhất một sản phẩm cấp quốc gia đạt chuẩn 5 sao. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tỉnh Bắc Cạn đã có 263 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 2.000 thành viên tham gia. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh và góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn. Quy mô, chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã cũng từng bước được nâng lên và sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với khai thác các sản phẩm thế mạnh chủ lực của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 155 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, 11 sản phẩm đạt 4 sao và 143 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Đây chủ yếu là những sản phẩm nông sản có tính đặc trưng của từng vùng miền. Thưa quý vị khán giả, trong số 25 sản phẩm OCOP của huyện Ba Bể hiện nay, bí xanh thơm là sản phẩm duy nhất đạt hạng 4 sao cấp tỉnh. Trong thời gian qua, việc liên kết trong trồng và bao tiêu sản phẩm bí xanh thơm cho bà con của một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Bể đã góp phần chắp cánh cho sản phẩm OCOP này ngày càng vươn xa. Bản Váng là thôn có diện tích trồng cây bí xanh thơm lớn nhất của xã Địa Linh với khoảng trên 20 ha. Những năm qua, việc trồng bí xanh thơm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Theo một số hộ dân, từ khi quả bí xanh thơm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, thì việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn, giá cả cũng ổn định hơn. Nhà tôi cũng năm ngoái trồng 2.000 mét thì cũng nói là nhiều công hơn làm ruộng, nhưng mà đạt hơn cái làm ruộng rất nhiều, nhưng mà lại nhiều công hơn. Thì là năm nay nhà tôi cũng làm thấy được lái hơn làm ruộng, thì năm nay nhà tôi lại làm hết 4.000 ruộng là làm bí hết. Để đảm bảo đầu ra ổn định cho quả bí xanh thơm, bắt đầu từ năm 2019, hợp tác xã Nhung Lũy tại xã Yên Dương đã chủ động liên kết sản xuất tiêu thụ trái bí xanh thơm cho bà con bản Váng. Thành lập từ năm 2018, hợp tác xã Nhung Lũy hiện đang liên kết với gần 250 hộ dân để cùng sản xuất bí xanh thơm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bao tiêu đưa sản phẩm ra thị trường. Điểm nhấn đáng chú ý là tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Cạn năm 2022 vừa diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua tại huyện Ba Bể. Hợp tác xã Nhung Lũy cũng đã ký kết ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm với một số doanh nghiệp đến từ Hà Nội, Hải Phòng. Đây sẽ là cơ hội lớn để quả bí xanh thơm có mặt tại các thị trường lớn trong nước. Sự kiện lần này diễn ra, chúng tôi cũng có tìm kiếm được một số các đối tác mới ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã. Thì hợp tác xã cũng sẽ lên kế hoạch để củng cố cái vùng nguyên liệu của hợp tác xã, có thể mở rộng thêm về diện tích cũng như là nâng cao chất lượng và tạo lập những cái bộ hồ sơ pháp lý, hành lang pháp lý để cho cái sản phẩm có thể đi được bền vững hơn trên thị trường. Từ cái vô tình là mình tiếp xúc với lại cái quả bí thơm Bắc Cạn do một cái doanh nghiệp ở trên cái huyện Ba Bể này, bạn ấy đề nghị mình là nhờ mình giải cứu. Thế thì mình cũng có tham gia ngành bán lẻ này một thời gian và mình có một cái hệ thống mạng lưới. Thế cho nên là bắt đầu mình mới bắt tay vào là tham gia giải cứu cái bí xanh thơm Ba Bể. Đấy. Thế sau đó thì bắt đầu mình mới tìm hiểu. Chứ lúc ban đầu chỉ là giải cứu thôi thì mới thấy rằng là nó rất là hay, nó rất là ngon. Đấy. Thì mình mới tiến hành xúc tiến và đẩy mạnh cái tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu cái sản phẩm của Ba Bể về sản phẩm bí xanh nói riêng. Cũng giống hợp tác xã Nhung Lũy, hiện nay hợp tác xã Yên Dương cũng đang thực hiện liên kết trồng và tiêu thụ cho nhiều hộ dân trên địa bàn với diện tích khoảng trên 30 ha.
Để đảm bảo chất lượng bên cạnh việc hỗ trợ phân bón, thì hợp tác xã cũng tăng cường các hộ dân liên kết trồng bí theo hướng hữu cơ. Đến nay, sản phẩm bí xanh thơm của hợp tác xã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn PCS, nghĩa là sử dụng nguồn nước sạch không ô nhiễm trong canh tác, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, các chất tổng hợp kích thích tăng trưởng, các vật tư đầu vào có chứa chất biến đổi gen và đã có mặt ở nhiều thị trường cũng như siêu thị lớn trong cả nước. Chúng tôi đã gây dựng những cái thương hiệu ngay từ đầu năm, như sản phẩm bí thơm của hợp tác xã Yên Dương thì năm nay đạt chứng nhận, từ năm ngoái đạt chứng nhận hữu cơ, rồi là chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và đặc biệt được cấp phân hạng 4 sao năm 2021. Thì chính vì như vậy thì vừa nâng cao được chất lượng cũng như là thương hiệu sản phẩm. Và năm nay thì theo tôi nhận định là cái giá cả sẽ cao hơn so với mọi năm. Liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa hợp tác xã và bà con nông dân là thành công bước đầu trong phát triển sản phẩm bí xanh thơm nói riêng, cũng như các sản phẩm OCOP nói chung của huyện Ba Bể. Bên cạnh đó, việc nỗ lực triển khai các hoạt động xúc tiến tiêu thụ cũng là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm OCOP, trong đó có bí xanh thơm của huyện được biết đến rộng rãi. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã mang lại kết quả tích cực, tạo làn gió mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong đó, tổ hợp tác xã có vai trò quan trọng, chắp cánh cho sản phẩm OCOP vươn xa. Ngược lại, sự xuất hiện của OCOP cũng góp phần thay đổi cả chất và lượng của các hợp tác xã hiện nay. Hợp tác xã Thanh niên Như Cố được thành lập trước khi đề án OCOP được triển khai tại Bắc Cạn. Vì thế, ở giai đoạn đầu hoạt động của hợp tác xã này vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là vấn đề xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2018, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm được triển khai. Các sản phẩm của hợp tác xã đã phong phú và đa dạng hơn. Trong đó, những sản phẩm chủ lực được đăng ký theo đề án OCOP ngày càng được hoàn thiện về chất lượng và mẫu mã. Đến nay, xã Như Cố đã có 4 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh, như mật ong rừng, trà mướp đắng rừng, bún phở khô. Ngoài những hỗ trợ về tập huấn kiến thức, xây dựng nhà xưởng, các hợp tác xã khi tham gia đề án OCOP còn được hỗ trợ định hướng về xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đây là những nút thắt mà trước đây các hợp tác xã luôn gặp khó khăn. Về cơ bản thì hợp tác xã cũng đã được các cấp quan tâm, hỗ trợ kể cả về nội dung triển khai, cách thức triển khai cũng như là các nguồn vốn hỗ trợ. Thế thì hiện nay hợp tác xã thì hầu như là về cái số thành viên tham gia trong hợp tác xã là cũng còn ít, chỉ có những cái quần chúng tâm huyết với ngành nông nghiệp thì họ quan tâm, nhưng còn những cái thành phần khác thì hầu như họ chưa quan tâm. Thế còn về nguồn vốn hỗ trợ như hiện nay thì tuy nhiên đã được cấp trên tạo điều kiện như vậy, nhưng mà vẫn còn ít so với cái mong muốn cũng như nhu cầu của các hợp tác xã. Chợ Mới là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là những nông sản đặc trưng. Chính vì vậy, khi đề án OCOP được triển khai, huyện Chợ Mới là một trong những địa phương tiên phong thực hiện tốt đề án OCOP gắn với phát triển các hợp tác xã. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 54 hợp tác xã, trong đó chủ yếu là lĩnh vực nông lâm nghiệp. Một kết quả đáng mừng đó là hiện nay huyện đã có 25 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao trở lên. Trong giai đoạn này thì bắt đầu chúng ta không tập trung, huyện không tập trung cho cái số về số lượng nữa, mà bắt đầu trong 2 năm sản phẩm này phải chọn ra các cái sản phẩm tiêu biểu và có chất lượng, mẫu mã đẹp để giúp đỡ các hợp tác xã tăng cái sản lượng và cái chất lượng nó được tốt hơn. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Cạn đã có 155 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Đây chính là sản phẩm nòng cốt để phát triển, nâng tầm các hợp tác xã về cả chất và lượng. Đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Bắc Cạn dự kiến sẽ đầu tư 100 tỷ đồng để hỗ trợ các chủ thể, hợp tác xã thực hiện đề án OCOP. Đây sẽ là cơ hội động lực rất lớn để Bắc Cạn phát huy tiềm năng thế mạnh về lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh. Như của tỉnh chúng ta thì bây giờ cũng là tập trung, bởi hiện nay là đã có là được 155 sản phẩm rồi. Thì trong đó thì hiện nay là tập trung chính đó là các cái sản phẩm hiện nay đã có cái thương hiệu là 3 sao, 4 sao. Thì bây giờ hiện nay chúng ta tập trung vào gọi là nghiên cứu cũng như là các cái sản phẩm có sao cao hơn, đó là 5 sao. Thì hiện nay chúng ta chỉ có một sản phẩm. Đấy là tập trung vào đó để mà làm sao các cái sản phẩm được cái nâng cái hạng sao cao hơn để thị trường trong nước cũng như là tỉnh cũng như trong nước có thể là đáp ứng được cái yêu cầu này.
Phát triển các sản phẩm OCOP gắn với hợp tác xã hiện nay đang cho thấy sự kết hợp hiệu quả trong phát triển nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Vấn đề quan trọng hiện nay đó là duy trì và từng bước nâng tầm sản phẩm OCOP, đặc biệt là vấn đề thương hiệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Như thường lệ, trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi về sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao và đang từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Hợp tác xã Bún Phở Quỳnh Liên là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại huyện Nga Sơn. Hiện nay, hợp tác xã đã có 2 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh năm 2020. Các sản phẩm bún phở khô của hợp tác xã đã có đầy đủ tem nhãn, mã vạch để truy xuất nguồn gốc. Đây là những sản phẩm được chế biến từ gạo bao thai bản địa, có hương vị đặc trưng của vùng miền. Chuyên mục OCOP Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.